Xin chào anh em nhá, mình có một cây đồ long đao rất là mới. Hiện tại cái đồ long đao mới thì cứng quá, mình không bẻ được. Hôm nay nhân tiện có anh Hiếu ở đây thì chắc là mình xin gửi lại cho anh Hiếu một tuần để anh Hiếu nghịch ngợm nó một chút, để là nó mềm bớt đi, để mình có thể bẻ được con đồ long đao lại mọi người ạ. Thế okay. Em xin gửi con đồ long đao 100 cân này cho anh. Anh xin được tiếp nhận cây đồ long đao của chú, anh sẽ mang đi phá một tuần sau anh sẽ gửi lại. Và em có một thử thách mới. Hiện tại thì em đang rèn, đấy, đang đúc một con gọi là thỏi vàng nặng 20 cân và một thỏi vàng nặng 40 cân. Thì tuần sau anh em mình gặp nhau thì em sẽ mang con thỏi vàng của em này đấy để thử thách mọi người là nhấc thỏi vàng lên. Cầm bằng ngón tay thôi đúng không? Cầm bằng tay nhấc lên. Phần thưởng là từ 100.000 đến 10 triệu đồng. Đấy, cho anh em được anh em nhá. Tuần sau tôi sẽ có một thử thách mới cho anh em là nhấc thỏi vàng từ 20 cân đến 40 kg anh em nhá. Và người đầu tiên mình sẽ thử thách là anh Hiếu để xem là cái con 20 cân đến 40 cân thì anh Hiếu có nhấc nó lên không mọi người nhá. Ok mọi người đợi chờ cái thử thách mới của Đào Hồng Sơn nhá. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.